Đến với thôn 7 xã Hòa Nam hôm nay, hình ảnh những con đường lầy lội nhỏ hẹp đã không còn, thay vào đó là những con đường được bê tông hóa bằng phẳng sạch đẹp. Phong trào hiến đất làm đường đã và đang lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn. Với sự nỗ lực chung tay của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, đến nay 17 trên 18 tuyến đường trong xóm đã được bê tông hóa. Tổng kinh phí nhân dân đóng góp 1,47 tỷ đồng. Năm 2021-2022, thôn 7 được Chủ tịch Ủy ban huyện Di Linh tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2023 được Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã lựa chọn xây dựng thôn kiểu mẫu. Từ khi triển khai thực hiện chương trình đến nay, xã Hòa Nam đã vận động nhân dân tham gia đóng góp làm đường được 26 tuyến đường bê tông với tổng chiều dài là 15,6 km, kinh phí là 13,2 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước 9,24 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 3,96 tỷ đồng. Ngoài ra, nhân dân còn tự nguyện hiến hàng ngàn mét vuông đất, cây trồng, công trình trên đất và hàng ngàn ngày công lao động, góp phần phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống của nhân dân. Tỷ lệ đường giao thông nông thôn cứng hóa trên địa bàn là 87%, không còn đường đất lầy lội.